em chúng tôi sẽ bắt đầu làm một video giới thiệu một số đồ chơi của kênh Khoai Sắn TV để cho tất cả các bạn nhỏ được xem nhá. Nào anh em chúng tôi bắt đầu làm nào. Đưa tài xính áo xem nào. Đây là xịn đất nha cả nhà nha. Ra xe máy nha. Xịn đất nha. Đây là máy xúc nha cả nhà nhá. Cái này là đi xúc cát nha. Máy này là xúc cát, xúc đất nha, xúc sỏi, xúc tất cả nha. Ừ, cái này đi đâu rồi? Cái này biết lùi cả nhà. Dốc rồi. Đó. Đây là máy xúc nha. Cho máy xúc đi 1-2 vòng nào. Xúc cát là gì nào? À đây, xúc đây. Xúc đây là nó. Xong là bắt đầu đi nào. Máy xúc là phải có xe ủi nhá. Xe tải đâu, xe tải đâu? Đây, xe tải đây. Đây, đây xe tải nhá. Xe tải này là làm nhiệm vụ là sẽ chở tất cả những gì mà cái máy xúc này xúc vào nhá. Xe tải nào. Đồ vét nào. Đây là máy bay nha cả nhà nha. Máy bay gì nhỉ? Airplane Việt Nam Airlines nha. Cho máy bay đi nào. Kéo cái dây đằng sau á. À có cái kéo à. Đâu xem nào, kéo lại xem nào. Đây nha, các bạn nhỏ nha, mình kéo nha. Giữ nha, anh Khoai, anh Sắn giữ nha. Đấy, kéo dây này, kéo nữa được chưa? Được chưa? Rồi. Nào, bắt đầu nha. Hai, thả ra hai, ba. Đâu, lại kéo về đây xem nào. Kéo về đây nào. Đông vào máy quay luôn. Cánh trước mặt máy Sắn này luôn. Đây xe cảnh sát đây, đây là một sát này cảnh sát này. Chiếc xe này rất là to nha. Wow, cái máy xúc rồi, hút quay xúc bay đi rồi, máy xúc nhỏ quá đi. Xe cảnh sát hút rồi. Ok, xe cảnh sát sẽ đứng ở đây nhá. Sẽ được đỗ ở đây nha, các bạn nhỏ nha. Tiếp tục nào, xe trực thăng đâu? Máy bay trực thăng đâu? Đây rồi. Trực thăng đây nhá. Trực thăng này có dây kéo không? Có chạy được không? Không chạy được đúng không? Đây, xe này chạy được. Từ. Wow. Trực thăng. Trực thăng đi được nhá cả nhà nhá. Bốn cánh luôn. Wow. Nào, anh Khoai.
Rồi. Wow, hút phải máy bay luôn, máy bay airline luôn. Rồi, nào cho trực thăng đỗ đấy nào. Đây, trực thăng đỗ ở đây. Trực thăng đỗ ở gần xe cảnh sát nhé, cả nhà. Wow. Wow. Nào, còn xe gì nữa nào? Xe này. Xe gì đây? Xe buýt. Xe buýt. Oh, xe buýt, xe buýt. Wow, xe buýt. Xe buýt hút vào tường rồi. Hai, ba. Đẩy sẽ ủy luôn cả nhà. Đây. Xe buýt này rất là khỏe nhá, đẩy cả sẽ ủy luôn. Đẩy xe mô tô nhá. Nào. Ôi. Xe, cái này xe mô tô, xe máy đấy cả nhà, xe đua đấy. Xe máy đua. Xe máy đua là mình sẽ cho nằm ở đây nhá. Để bảo vệ xe cảnh sát nhá. Xe ô tô nhá. Ô tô. 1 2 3. Cửa luôn. Ô xe này sáng lại kìa nhà ơi. Kéo dây xe nào, xe sáng nào. Đấy. Ô, sáng nha, kéo lại nào. Đấy. Vâng. Nào, anh khoai đông về đây xem nào. Anh sẵn. Ô. Rồi. Xếp tất cả các loại ô tô và xe đua lên mô tô nha, để đây nha. Đây là xe mô tô này. Xe mô tô nha cả nhà nha. Đó, bánh màu đỏ nha. Khung xe là màu trắng nha. Đâu xe ô tô nào? Còn đây là xe ô tô con nha. Màu cam nha. Ui trời ơi, đây có xe gì đây? Sao lại lao vào phá đám ở chỗ này? Xe gì đây? Xe gì đây? Ô tô. Cái này màu gấc nhá, cũng là ô tô con màu gấc nhá. Cả nhà nhá, màu gấc nhá. Bentley này. Đây là xe ô tô màu đen nhá, black nhá. Đây là xe. Đây là ô tô màu xanh lá cây nhá. Con nào cũng có thể chạy được nhá, cả nhà nhá. Con xe máy thôi. Đây đây, con nào cũng chạy được đây. Nhìn nhá, nhìn ra nhá. Đó, không gì cơ. Được chưa? Còn xe nào nữa không? Hết chưa? Hết rồi. Nào ra để review cho tất cả các xe nào. Oh, bến xe khách rất là đông xe nha. Các loại xe đua và đây là xe, cái này là xe con nhá, loại to nhá. Còn cái này xe buýt nhá. Xe buýt nhá. Cái này xe chở dầu nhá, chở xăng chở dầu nhá. Còn đây là trực thăng nhá. Trực thăng. Đây là mô tô. Xe máy. Xe máy là có đôi 4 6 đôi 4 6 8 9. 9 xe máy nhá. 9 chiếc xe máy nhá. Toàn xe hạng xịn luôn. Wow. Còn đây là ô tô con. Màu đen. Xe máy xúc, xe tải, xe cảnh sát. Cây xanh rồi.
đã một cây xây rồi. Wow, trực thăng hút vào xe máy ô tô. Đây là chiếc xe chở cát đã bị rơi xuống vực nha. Anh Sắn là cho tăng ga mạnh quá là cái xe này là bị lao xuống vực rồi. Chạy rất tốt. Có xe gì đó? Xe này, rơi xe máy luôn. Hết rồi. Chào tất cả mọi người nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ và các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho kênh Khoai Sắn TV nha. Bye bye.